Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Bệnh dạ dày của Lan Ngọc lại tái phát. Thêm việc trang cá nhân liên tục bị hacker làm phiền, có vẻ như tháng âm hồn đang vây lấy nữ diễn viên. Trên Instagram cá nhân của mình, Ninh Dương Lan Ngọc vừa đăng tải hình ảnh nằm co người ôm bụng cực đau đớn. Nữ diễn viên chia sẻ, nay đau bụng lại, Facebook thì bị dễ bọt, xui ghê. Cám con hãy giúp chị dễ bọt hết mấy Facebook mạo danh dùm chị với. Khá nhiều điều xui xẻo ập đến Lan Ngọc cùng lúc khiến cô nàng phải lên mạng than thở với fan thế này đây. Điều đáng lo nhất là căn bệnh dạ dày của cô nàng đã tái phát trở lại. Cách đây không lâu, Lan Ngọc tiết lộ bản thân mắc bệnh loét dạ dày cực nặng. Thậm chí bệnh của cô nàng còn có thể gây biến chứng nếu không được chữa trị kịp thời. Chính vì thói quen nhịn ăn để có vóc dáng đẹp mà hiện tại nữ diễn viên phải sống chung với lũ và không biết lúc nào bệnh có thể tái phát hành hạ mình. Hình ảnh nữ diễn viên nằm ôm bụng đau đớn mới đây càng khiến fan cô nàng lo lắng hơn. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm của mình và liên tục hỏi thăm sức khỏe cô nàng. Gần đây, nhờ sự nổi tiếng vượt bậc khi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình hot, Lan Ngọc phải liên tục làm việc với tần suất dày đặc. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến cô nàng kiệt sức và để bệnh dạ dày tái phát. Mong cho Lan Ngọc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dù gì sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất. Bệnh dạ dày của Lan Ngọc lại tái phát, thêm việc trang cá nhân liên tục bị hacker làm phiền. Có vẻ như tháng âm hồn đang vây lấy nữ diễn viên. Trên Instagram cá nhân của mình, Ninh Dương Lan Ngọc vừa đăng tải hình ảnh nằm co người ôm bụng cực đau đớn. Nữ diễn viên chia sẻ, nay đau bụng lại, Facebook thì bị dễ bọt, xui ghê. Cám con hãy giúp chị dễ bọt hết mấy Facebook mạo danh dùm chị với. Khá nhiều điều xui xẻo ập đến Lan Ngọc cùng lúc khiến cô nàng phải lên mạng than thở với fan thế này đây. Điều đáng lo nhất là căn bệnh dạ dày của cô nàng đã tái phát trở lại. Cách đây không lâu, Lan Ngọc tiết lộ bản thân mắc bệnh loét dạ dày cực nặng. Thậm chí bệnh của cô nàng còn có thể gây biến chứng nếu không được chữa trị kịp thời. Chính vì thói quen nhịn ăn để có vóc dáng đẹp mà hiện tại nữ diễn viên phải sống chung với lũ và không biết lúc nào bệnh có thể tái phát hành hạ mình. Hình ảnh nữ diễn viên nằm ôm bụng đau đớn mới đây càng khiến fan cô nàng lo lắng hơn. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm của mình và liên tục hỏi thăm sức khỏe cô nàng. Gần đây, nhờ sự nổi tiếng vượt bậc khi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình hot, Lan Ngọc phải liên tục làm việc với tần suất dày đặc. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến cô nàng kiệt sức và để bệnh dạ dày tái phát. Mong cho Lan Ngọc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, dù gì sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.